nguyên nhân mưa lớn rồn rập khiến nhiều nơi ngập sâu ở bắc bộ người dân quảng ngãi lo sợ trước ảnh hưởng động đất ở con tum danh tính nạn nhân thứ ba tử vong vụ đứt cáp cầu tháp ở lào cai thông tin mới vụ cựu cán bộ công an ở hậu giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ vừa trải qua những ngày mưa lớn diện rộng, tập trung ở các tỉnh vùng núi và Trung Du. Mưa lớn xảy ra dồn dập trong khoảng thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở nhiều nơi. Ông Khiêm cho biết, tác động của một vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển từ tầng thấp 1.500m lên tầng cao 5.000m kết hợp với hội tụ gió Tây Nam dày là nguyên nhân chính gây ra đợt mưa này. Tại huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội, người dân xã Nam Phương Tiến quay cuồng trong mưa lũ, ngập lụt. Nước sông bùi tràn qua đê, dòng nước nhấn chìm nhà cửa, thôn xóm, nơi sâu nhất ngập khoảng 2 m Người dân đi lại trên đường làng bằng thuyền, cuộc sống đảo lộn do thiếu điện, thiếu nước sạch và môi trường ô nhiễm. Lý giải điều này, ông Khiêm cho biết sông Bùi dài 91 km, bắt nguồn từ xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, chảy qua huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội, cùng với sông Tích hợp lưu vào sông Đáy tại xã Phúc Lâm, huyện Trương Mỹ. Ảnh hưởng của rãnh gió mùa nối với vùng áp thấp do bão số 2 suy yếu, khu vực Hà Nội và tỉnh Hòa Bình xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn trong thời gian ngắn, nước từ thượng nguồn sông Bùi thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đổ về vùng thấp là huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Kết hợp với mưa trên khu vực huyện Trương Mỹ, làm cho các xã vùng trũng như Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến ngập sâu. Cũng theo ông Khiêm, từ đầu mùa mưa đến nay, Bắc Bộ diễn ra tình trạng mưa nhiều với cường suất lớn. Mưa lớn trong nhiều ngày khiến kết cấu đất bị bão hòa, rất dễ dẫn đến sạt lở đất. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40 đến 100 mm. Có nơi hơn 250 mm, các hồ tại Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đều đồng loạt điều tiết lũ. Tình trạng mưa rông tập trung nhiều nhất là Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, phía Tây Bắc Bộ và Nam Đồng bằng. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng có nguy cơ lũ quét, sạt lở sẽ xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi, lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất đá. Do tình hình mưa lớn kéo dài, mực nước thượng lưu sông Lô tại trạm Hà Giang, thành phố Hà Giang, sông cầu tại Đáp Cầu, tỉnh Bắc Ninh biến đổi chậm theo xu thế xuống, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà đang tăng. Mực nước các sông, suối tại hạ lưu khu vực đồng bằng sông Hồng, Thái Bình sẽ lên chậm và phụ thuộc vào chế độ vận hành của thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, cấp 1. Ngày mùng 2 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 1556 quy UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại thành phố Sơn La và các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu. Theo đó, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 200 mm. Một số nơi lượng mưa rất lớn như thành phố Sơn La 229,4 mm, xã Triềng Ngàm, huyện Thuận Châu 206,4 mm. Xã Trường Nơi, huyện Mai Sơn, 205,3 mm. Xã Nậm Ti, huyện Sông Mã, 199,6 mm. Trên sông Nậm Bàn, sông Mã, xuất hiện lũ lớn, vượt báo động cấp 3. Sông Nậm La, xuất hiện lũ vượt báo động cấp 2. Mưa lũ đã làm hàng chục người thương vong, gây ảnh hưởng thiệt hại lớn về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất công nghiệp với tổng thiệt hại hơn 500 tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài còn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, làm thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu, các xã Sạp Vạt, Trường Pằn, huyện Yên Châu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, thời tiết để ứng phó. Phân công lãnh đạo địa phương, cơ quan tổ chức đơn vị trực theo dõi 24 trên 24 trong những ngày mưa lũ cao điểm. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Bố trí tạm thời nơi ở an toàn cho nhân dân, đồng thời tổ chức ứng cứu các điểm bị cô lập, đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng thiên tai. Tổ chức ra soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán di chuyển những hộ gia đình cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất lũ ống lũ quét đến nơi an toàn huy động lực lượng phương tiện thiết bị sửa chữa ngay các công trình bị hư hỏng bảo đảm giao thông thông suốt cấp điện cấp nước thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường cho người dân thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ ngập úng để sớm khôi phục sản xuất ổn định đời sống cho nhân dân vùng thiên tai xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép các công trình làm thu hẹp dòng chảy ảnh hưởng tới việc thoát lũ nạo vét khơi thông dòng chảy của các hệ thống cống rãnh công trình thoát lũ tại các khu đô thị khu dân cư nông thôn xác định hạng mục công trình đầu tư khẩn cấp để ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai bố trí kinh phí trong khả năng cân đối các nguồn vốn để triển khai thực hiện đồng thời chủ động ra soát hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định khi kết thúc khắc phục hậu quả thiên tai nêu trên có văn bản gửi cơ quan chuyên môn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cần phân công phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có những phân tích và nhận định về khả năng mưa trong tháng 8 và các tháng cuối năm. Theo đó, tháng 8 tiếp tục là thời kỳ cao điểm mùa mưa ở các tỉnh miền Bắc nước ta do ảnh hưởng hiện tượng La Nina. Dự báo tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ dự báo ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm với lượng mưa phổ biến ở khu vực miền núi phía Bắc, Đông Bắc giao động trong khoảng từ 300 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ, lượng mưa giao động từ 250 đến 350 mm có nơi trên 400 mm. Do có khả năng xuất hiện những đợt mưa lớn nên nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi rất nguy hiểm. Từ ngày mùng 5 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 8 trở đi, mưa tiếp tục giảm và chuyển nắng. Giai đoạn từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8, các tỉnh miền Bắc khả năng xuất hiện đợt nắng nóng. Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, nếu mưa xảy ra trong tháng 8 thì phải hết đợt nắng nóng trên sau ngày 11 tháng 8. Cũng theo chuyên gia, từ nửa cuối tháng 8 và tháng 9 trở đi, hiện tượng La Nina bắt đầu tác động. Do đó, mưa trong tháng 9 ở Bắc Bộ có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Ngoài ra, theo quy luật, mùa mưa bão hàng năm tại nước ta thường diễn ra từ tháng 7 đến tháng 12. Nhưng mùa mưa bão năm 2024 được Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định là diễn biến phức tạp, khó lường do ảnh hưởng của La Nina. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi thời tiết, chủ động kế hoạch di chuyển, du lịch, leo núi, giao thương tới các địa bàn vùng núi qua những cung đường dễ sạt lở vào thời điểm này. Đã nhiều ngày trôi qua, kể từ khi ghi nhận trận động đất có độ lớn là năm xảy ra, gia đình chị Trần Thị Quy ở xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều lo lắng. Chị Quy lo sợ khi nhìn thấy căn nhà mình bị nứt, hư hỏng nhiều vị trí. Các trận động đất xảy ra những ngày vừa qua đã làm nhiều nhà dân và các cơ quan như trụ sở ủy ban nhân dân huyện, trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bị hư hỏng. Bà Trần Thị Hạnh, phó trạm trưởng trạm y tế xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cường độ động đất mạnh hơn trước đây, trước đây chỉ vài ba giây và chỉ rung nhẹ, đợt này rung lắc khiến cả nhà cửa cũng bị nứt toác. Huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi là nơi chịu ảnh hưởng dư chấn nặng nhất ở tỉnh Quảng Ngãi do nằm tiếp giáp với huyện Con Plông của tỉnh Con Tum. Huyện Sơn Tây vẫn chưa có thống kê cụ thể tình hình thiệt hại sau các trận động đất. Theo ông Đinh Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi, điều cần nhất lúc này là giải thích, trấn an người dân, hướng dẫn thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn khi xảy ra động đất. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành văn bản đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã tổng hợp các số liệu do động đất làm ảnh hưởng đến tài sản của người dân cũng như của chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản khẩn chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, chủ động phương án hỗ trợ và đối phó. Theo văn bản này, trận động đất mạnh nhất có độ lớn 5 tại huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, ảnh hưởng các địa bàn lân cận như các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long và Trà Bồng của tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra, nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương chủ động tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm được thông tin, đồng thời hướng dẫn kỹ năng ứng phó không để nhân dân hoang mang lo lắng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các địa phương lên kế hoạch chủ động tổ chức sơ tán, bố trí chỗ ở tạm cho các gia đình nhà cửa bị hư hại nặng, không đảm bảo an toàn. Các đơn vị thuộc lực lượng quân đội sẵn sàng các phương án hỗ trợ khi cần thiết. Ngày mùng 2 tháng 8, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Hà Quảng, Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá gây thiệt hại về người, nhà ở của người dân vùng cao sạt lở đất đá làm 5 người bị thương vong, cụ thể sạt lở làm hai người tử vong là HTP sinh năm 2006 ở xóm Lũng Tu, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng và bé VMM sinh năm 2020 ở xóm Cốc Lùng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm. Ba người bị thương là cháu HTK sinh năm 2008 ở xóm Lũng Tu, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cao bằng, anh VML sinh năm 1995 và con gái VTT sinh năm 2019 ở xóm Cốc Lùng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm được điều trị tại nhà. Thiên tai đã làm 29 nhà dân bị thiệt hại, ảnh hưởng 5 hộ tại huyện Bảo Lạc phải sơ tán khẩn cấp. Mưa lũ làm đường Hồ Chí Minh, đoạn xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, quốc lộ 4A, đoạn qua xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, quốc lộ 34, đoạn qua huyện Bảo Lâm bị sạt lở đất đá các tuyến đường tỉnh 202 215 đoạn qua xã Hưng Đạo, Sườn Lộ, Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc sạt lở Ta Luy Dương, vùi lấp mặt đường và rãnh thoát nước nhiều điểm gây tắc đường. Bà Ma Thị Huyền Linh, Tránh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết. Sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cấp huyện, xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người chết, bị thương và hỗ trợ ban đầu với số tiền trên 90 triệu đồng, thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo chính sách quy định. Chính quyền các huyện, xã đã huy động lực lượng triển khai công tác khắc phục tại chỗ, di chuyển tài sản của các hộ bị sạt lở đến nơi an toàn, huy động lực lượng thiết bị máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở đất đá để đảm bảo thông xe các tuyến đường. Cùng ngày, trên quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cũng đã xảy ra vụ sạt lở đá từ ta luy dương. Thời điểm này, khoảng 30 mét khối đá đã sạt lở tràn ra mặt đường với nhiều tảng đá to gây ách tắc giao thông cục bộ trên quốc lộ 4G ở đoạn đường từ huyện Sốp Cộp ra huyện Sông Mã. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã gây sạt lở ta luy dương tại 18 điểm trên các tuyến giao thông từ xã Phúng Bánh đến xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Hiện các cơ quan chức năng đang huy động máy móc, thiết bị và nhân lực tới khắc phục hậu quả. Mưa lũ cũng khiến điểm trường mầm non bản phá thóng, xã Phúng Bánh, Sốp Cộp bị nước gãy rào bao quanh và sạt trôi, đổ xuống đường, đồng thời làm ngập gần 6 hecta ruộng lúa, hai ao cá của người dân. Sáng mùng 3 tháng 8, đại diện Ủy ban dân thị trấn Tằng Lỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết, có tổng số 3 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động ở khu công nghiệp Tằng Lỏng. Nạn nhân thứ ba được xác định là anh TVT, sinh năm 1986, quê huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ngoài anh T, Vụ tai nạn còn khiến hai nạn nhân khác tử vong, gồm anh LVC, 35 tuổi, tử vong tại chỗ. Anh PVN, 38 tuổi, tử vong trên đường đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Ba người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện, gồm TOS, sinh năm 1994, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. HV Thờ, sinh năm 1989, chú xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Và NNT, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Tăng Lỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 12 giờ 10 phút ngày 2 tháng 8 tại công trình xây dựng nhà máy nghiền xỉ thải Phút Pho của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lào Cai ở khu công nghiệp Tăng Lỏng. Trong khi cầu 6 công nhân lên thi công hạng mục silo lò cao thì bị đứt cáp khiến cabin rơi xuống đất. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Giám đốc công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo phó giám đốc phụ trách điều tra trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công an huyện Bảo Thắng phối hợp lực lượng tại chỗ, khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, qua điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đơn vị thi công sử dụng cầu tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người là vi phạm quy định về an toàn lao động. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Thắng ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động để điều tra xử lý vụ tai nạn lao động trên. Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Việt Triều, sinh năm 1979, trú quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho rằng cơ quan công tố cần thu thập thêm chứng cứ chứng minh làm rõ giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đối tượng Nguyễn Việt Triều. Đối với ông Phạm Văn Hòa vào năm 2014 có hay không dấu hiệu phạm tội, đồng thời làm rõ giao dịch giữa Triều và bị hại Nguyễn Hoàng Khanh. Do đó, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang để làm rõ. Theo cáo trạng, cuối năm 2014, Nguyễn Việt Triều được nhà nước cấp đất ở theo diện cán bộ công an được điều động về tỉnh Hậu Giang công tác. Khi nhận được quyết định cấp đất, Triều đã thỏa thuận bán quyết định này cho ông Phạm Văn Hòa ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang lấy 40 triệu đồng. Tháng 2 năm 2015, Triều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức sổ đỏ, cho thửa đất trên và Triều giao lại cho ông Hòa. Tháng 10 năm 2015, Triều làm đơn đề nghị cấp lại sổ đỏ trên do làm mất. Khi được cấp lại, Triều mang bán lại thửa đất kèm sổ đỏ cho ông Nguyễn Hoàng Khanh, ngụ tại thành phố Vị Thanh với giá 330 triệu đồng. Tháng 1 năm 2019, Triều tiếp tục làm đơn đề nghị cấp lại sổ đỏ thửa đất trên với lý do làm mất và tiếp tục được cấp lại lần 3 sau khi có sổ đỏ mới tháng 11 năm 2021, chiều tiếp tục chuyển nhượng thửa đất kèm sổ trên cho ông Phan Đoàn Huỳnh Bảo, ngụ Sóc Trăng với giá 630 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Việt Chiều đã dùng các thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền trên 960 triệu đồng. Quá trình điều tra, Chiều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.